Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop Z. Hôm nay mình rất chi là vui, buổi sáng này vừa thu được một chiếc Lenovo Legion 5 phiên bản AMD. Và bây giờ thì bên trên bàn mình đây là chiếc Legion 5 phiên bản Core i7 thế hệ 10. Bản cạc hình 1660 Ti và màn hình 120Hz. Còn bên cạnh mình đây là bạn Nhân. Bạn Nhân thì rất tình cờ, Nhân từ Cần Thơ. Thì hôm nay thì trong một chuyến đi công tác thì tranh thủ ghé qua shop để lựa chọn sản phẩm để về mình phục vụ công việc của mình, học tập và làm việc. Thì Nhân cho anh hỏi một chút là Nhân biết đến kênh của bên anh là qua kênh nào đấy? Anh biết qua kênh YouTube ạ. Ok. Thế thì trong quá trình tìm hiểu sản phẩm để quyết định mua sản phẩm thì ở nhà mình đã tìm hiểu kỹ càng nhiều lựa chọn nhiều mẫu laptop rồi, lựa chọn nhiều bên bán hàng chưa? Có lựa chọn sâu hậu và em biết tới kênh qua kênh Facebook nữa, em cũng có thông tin trên các phòng Facebook nữa. Thì trong quá trình mua hàng thì Nhân có cái trải nghiệm mua hàng của Nhân tại Laptop Z thì Nhân cảm thấy như thế nào? Dạ, em cảm thấy là nhân viên của mình rất là nhiệt tình, vui vẻ. Ok, cảm ơn Nhân nhé. Thì cũng tiện đây thì anh chúc Nhân có một chuyến đi công tác sẽ thành công. Và chúc em sẽ sở hữu chiếc máy này sẽ đạt hiệu quả công việc cao. Cảm ơn. Ok. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp và cài đặt cho bạn Nhân nhé. Bộ này thì phiên bản hàng sách tay Mỹ, hàng mới 100 này, có mức giá cực kỳ phù hợp. Hiện tại bên mình bán đang bán nó sẽ rơi vào tầm khoảng trên 27 triệu một chút. Đây, như bộ này thì nó đóng rất chắc chắn, nó sẽ đóng bằng bộ khung xốp màu đen như này. Như trước đây mình đã mở hộp các dòng i7000, i530, i540 nó sẽ đều được đóng gói như này. Trong hộp sẽ sở hữu một chiếc sạc này. Sạc bây giờ lúc rất ngắn, không như giống con i545 trước đây. i545 trước đây mà một sạc khá là to trên cái để kéo cả hình 1650 Ti. Còn đây là một số sách hướng dẫn của Lenovo các thứ đấy. Mẫu này thì năm nay 2020 thì quá hot rồi, quá trời anh em quan tâm rồi. Cũng rất may là mình lần này cũng về được khoảng tầm 5-6 chiếc, cả phiên bản AMD và phiên bản Intel. Trông rất chi là nhẹ nhàng nhưng mà rất chắc chắn. Ok, review chi tiết về em này thì bên mình đã làm chi tiết ở trên kênh của Laptop Z rồi. Bây giờ thì mình tiến hành cài đặt chi tiết cho bạn Nhân thôi. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ xem lựa chọn kênh YouTube của bên mình để xem những hướng dẫn, những video hữu ích để lựa chọn được mẫu laptop phù hợp. Và nếu anh em có nhu cầu quan tâm sản phẩm Lenovo Legion hoặc những mẫu laptop khác, có thể tham khảo tại website của laptopz.vn. Xin cảm ơn các bạn. Và anh em ủng hộ mình bằng cách like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn ạ.